Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Thái Hoa AD. Ở video này thì mình sẽ chia sẻ tới bạn cách mà chúng ta sẽ làm một cái hình có cái chất liệu ở trên bức tường như này. Thì đây là một cái video mình làm lại chi tiết hơn cái video ở trên TikTok mà mình đã đăng trước đó. Ở trên TikTok thì nó cho phép cái thời lượng đăng là không được quá 3 phút, nên là mình sẽ giới hạn cái phần nói hướng dẫn chi tiết về cái mô tả, nên là nó sẽ không được chi tiết cho lắm, thì mình sẽ làm lại trên kênh YouTube. Và bạn nào mà chưa đăng ký kênh TikTok của mình thì có thể vào search tìm kiếm Thái Hoa AD để theo dõi kênh TikTok này, bởi vì mình sẽ ra những video sớm nhất là ở trên kênh TikTok, và sau đó là mình sẽ làm lại chia sẻ tới bạn cách chúng ta làm chi tiết hơn ở trên kênh YouTube nhé. Ok, thì chúng ta sẽ cùng vào cái nội dung của video ngày hôm nay. Ở đây thì mình có hai cái file. Đầu tiên đó là cái hình ảnh cô gái mà mình đã tách sẵn cái nền ra rồi, để tránh việc mà mất thời gian nhé. Bạn nào chưa biết cách tách cái nền hình ảnh người cô gái ra thì có thể xem lại cả những cái video trước đó mình đã chia sẻ về cách tách nền rồi. Và cái file thứ hai đó là file background. Ở trong file background này thì các bạn sẽ Ctrl Z lên cho mình, đó là nhân đôi cái layer, và các bạn sẽ nhấn tổ hợp phím Ctrl Shift U để biến cái hình này thành một cái đối tượng màu đen trắng. Và các bạn sẽ nhấn Ctrl L, hoặc cũng có thể vào Image và vào Adjustment và vào phần Ctrl L ở đây. Thì đây là cái đường dẫn nhé. Rồi tiếp theo các bạn sẽ chỉnh hai cái thanh cánh tay, hai điểm chốt ở bên hai cái điểm chốt ở bên đầu, bên trái và bên phải, để cho cái ảnh nó cái độ tương phản nó cao hơn một chút. Ok. Và mình sẽ lưu cái file này lại, lưu file lại dưới dạng file Photoshop. Ở đây thì mình sẽ lưu lại ở desktop. Và phần desktop này thì mình sẽ lưu là bức tường. Bức tường đen trắng. Ok. Rồi, sau khi lưu lại thì các bạn sẽ xóa đi được rồi. Thì ở đây thì mình vẫn còn một cái background trước đó mình đã nhân đôi rồi. Ok, tiếp theo thì mình sẽ cho cái hình ảnh cô gái này sang bằng cách các bạn nhấn Ctrl A và Ctrl C. Và sang đây mình sẽ nhấn Ctrl V thì có sẽ copy được cái hình ảnh cô gái sang bên này. Và file bên cô gái bên này thì mình có thể tắt đi được rồi. Ok, ở đây thì mình sẽ cho ảnh cô gái bé lại một chút như thế này. Tiếp theo thì các bạn sẽ nhấn vào phần effect này, vào các bạn sẽ vào blend option. Và ở đây các bạn sẽ nhấn vào phần stroke cho mình. Ở phần stroke thì các bạn sẽ để cái đường viền cho cô gái, một đường viền bé màu đen này. Opacity các bạn để là 80 cho mình. Rồi, và các bạn sẽ nhấn ok. Đấy, thì các mình sẽ được một cái đường viền xung quanh cô gái này. Tiếp theo thì mình sẽ tạo cho cái cô gái này một cái chất liệu, đó là các bạn sẽ vào filter và vào filter gallery. Ở trong bảng này cho phép chúng ta chọn rất là nhiều những cái chất liệu khác nhau cho cô gái, thì cái này tùy các bạn, cũng không nhất thiết phải chọn giống mình. Đây có rất nhiều chất liệu khác nhau. Các bạn có thể tham khảo và làm theo. Rồi ở đây thì mình sẽ chọn một cái chất liệu nó water như này. Sau khi các bạn chọn chất liệu xong thì nhấn ok. Tiếp tục các bạn sẽ vào filter và vào theo cái đường dẫn như mình ở đây. Và ở đây các bạn để thông số là 5 cho mình. Và tích vào hai cái mục ở bên trên và bên dưới cùng. Nhấn ok. Và chúng ta sẽ chọn vào cái file Photoshop lúc vừa mình đã lưu, đó là bức tường đen trắng này. Ok. Đấy, thì chúng ta sẽ tạo được cái độ xô lệch cho cái hình cô gái này. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ để hình cô gái này chế độ đó là overlay. Tiếp tục các bạn nhân đôi cái hình cô gái này lên bằng cách Ctrl Z và để cái chế độ đó là Sun Eye. Ở cái chế độ Sun Eye này các bạn có thể giảm opacity xuống một chút, đó là còn tầm khoảng 80 cho mình. 60 đến 80 thì cái này tùy các bạn nhé. Ok, thì chúng ta sẽ áp được cái hình cô gái vào đây. Và tiếp theo thì mình có thể điều chỉnh một chút cái layer bên dưới này xuống. Ok. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nhấn tổ hợp phím Ctrl Shift Alt E thì nó sẽ gộp tất cả những đối tượng ở trong chúng ta để tạo thêm một cái layer nữa, thì nó sẽ được một cái layer bên trên cùng như này nhé. Tiếp tục chúng ta nhấn Ctrl T và điều chỉnh hai cái góc này, nó sẽ to ra một chút để chúng ta tạo cái chiều sâu cho cái bức ảnh của mình. Đây thì chúng ta sẽ được như này. Ok. Và chúng ta tạo thêm một cái layer mới. Ở đây chúng ta sẽ đổ gradient màu đen trắng. Rồi, và các bạn sẽ để chế độ đó là multi, thì chúng ta sẽ được một cái chiều sâu này. Và mình đẩy cái màu đen này nó sẽ dịch về bên trái một chút. Và giảm opacity xuống một chút. Ok, thì chúng ta sẽ được một cái hình như thế này.
cũng khá là hay đúng không ạ? Cảm ơn các bạn đã đón xem hết video của mình và đừng quên nhấn nút đăng ký để xem những cái video mới nhất của Thái Hoàng AD. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo.